đã nói là trò chơi tử vong, sao ngươi lại trường sinh? Giới thiệu vắng tắt. www.giaosuxuyen.com một cái quỷ dị kinh dị trò chơi gián lâm hiện thực, truyền thuyết chỉ cần liên tục 10 thanh thông quan hơn nữa đạt được S cấp đánh giá, liền có thể đạt được vĩnh sinh, thân mang bệnh nan y phương triết cùng đường tiến vào trò chơi, hắn phát hiện, truyền thuyết là thật. HTTPS, www.giaosuxuyen.com Chương 1 Thế giới kịch biến bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, số 37 đường thanh niên thành phố Thương Ninh vốn là một tòa nhà văn phòng cao cấp 33 tầng, đột nhiên biến thành một tòa kiến trúc hình chữ nhật ngâm đen. Giống như một cổ quan tài sắc khổng lồ, phủ phục ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Ánh sáng đỏ như máu chói mắt sông thẳng lên trời, gần như muốn tách rời ánh mặt trời tươi đẹp. Chạy mau a, à, ta cũng không muốn tiến vào tử vong trò chơi. Đáng tiếc một tòa nhà tốt như vậy sắp biến thành nghĩa trang rồi Trò chơi này thật sự sẽ chết người, có bao xa ta liền lăn bấy xa Người đi đường tranh nhau chạy trốn, các nhân viên khách sạn, ngân hàng gần, quan tài sắc cũng nhau nhau vứt bỏ công việc của mình, lựa chọn chạy trốn Trong khoảnh khắc, quảng trường buôn bán người đến người đi này liền không có một bóng người Tuy rằng đã không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng là mỗi lần bực này dị biến vừa xuất hiện như cũ sẽ khiến cho khủng hoảng ba năm trước một lực lượng bí ẩn và khủng bố giáng lâm mang đến cho nhân loại một cú sốc chưa từng có những chuyện như tòa nhà văn phòng biến thành quan tài sắc xảy ra khắp nơi trên thế giới sau khi bị lực lượng thần bí thôn phệ những nơi này liền trở thành đủ loại trò chơi những trò chơi khác khác kim trò chơi này lại là khắc mệnh thật sự sẽ chết người cho nên mọi người nhìn thấy trò chơi giống như nhìn thấy ôn thần Phương Triết trên cầu vượt lại hoàn toàn bất đồng với biểu hiện của mọi người, hắn một mình đứng ở đó, lặng lặng nhìn huyết quang ngút trời trước mắt, thân hình lù lù bất động, cùng những người chạy tứ tán dưới chân hình thành đối lập rõ ràng. Trò chơi khắc mệnh này chỉ sợ là lựa chọn duy nhất của ta. Ngưng mắt một lát, Phương Triết xoay người xuống cầu vượt, từng bước một đi về phía quan tài sắc Phương Triết, nam, 20 tuổi, sinh viên đại học Thương Ninh nguyên bản hẳn là trong cuộc đời tốt nhất thời gian, nhưng ông trời hết lần này tới lần khác cùng hắn mở một trò đùa, nửa năm trước hắn bị bệnh nan y, bây giờ tuổi thọ chỉ còn lại có một tháng. Trò chơi này tuy rằng động một chút là muốn mạng người, nhưng có một điểm rất hấp dẫn người, đó chính là lần đầu tiên tiến vào trò chơi người, thân thể sẽ bị khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Bị ung thư sẽ được chữa khỏi. Gãy tay gãy chân đều sẽ sống lại ngay tại chỗ có chuyên gia phân tích trò chơi sở dĩ làm như vậy chính là vì để cho người chơi phát huy ra thực lực tốt hơn sẽ không bởi vì bản thân không đủ mà bị liên lụy có chuyên gia nói là vì công bằng dù sao người chơi gãy tay gãy chân cùng người chơi thân thể kiện toàn chơi trò chơi rất thiệt thòi cũng có chuyên gia nói đây là một cái hố hấp dẫn mọi người đi chơi trò chơi mồi nhữ bởi vì một khi lựa chọn bắt đầu trò chơi như vậy liền tương đương với bước lên một con đường không lối về mặc kệ chuyên gia nói đúng hay sai Phương Triết kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn là một quỷ nghèo, căn bản không có tiền thuốc men trên trời để chữa bệnh. Trò chơi khắc mệnh, còn có thể đánh cược một lần, nhưng nghèo thật sự một chút cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, nghèo là đáng sợ nhất. Đợi đến gần, Phương Triết mới nhìn thấy chính giữa quan tài sắc, siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ năm mới, mỗi một nét bút mỗi một vạch đều có màu đỏ dữ tợn chảy xuôi, giống như máu tươi ta đây vừa mới ở nhà qua năm mới liền lại muốn đi trong trò chơi qua một năm nói chung tên trò chơi không phải lấy lung tung có liên quan đến nội dung trò chơi như vậy trò chơi gọi là năm mới này cũng sẽ vui mừng giống như lễ mừng năm mới điều này đương nhiên là không thể nào chưa từng có trò chơi nào không nguy hiểm thật sự là trò chơi tử thần gọi là vô ích đem tạp niệm vứt ra sau đầu phương triết bước đi trầm ổn đi vào trong huyết quan. Năm mới, hai chữ huyết phía dưới, mở ra một cánh cửa hẹp, phóng mắt nhìn lại, bên trong ngoại trừ một mảnh đen kịt bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Giống như bên trong cất giấu vô số lệ quỷ, mảnh thú, một khi đi vào, trong khoảnh khắc sẽ bị cắn nuốt cạn bã cũng không còn. Phương triết tự nhiên sẽ không bị liên tưởng hù dọa, diễn cổ không gần sóng liếc mắt phía trên cửa, bốn chữ. Điều này đại biểu lần này trò chơi cần bốn người chơi, chỉ có khi người đến đông đủ trò chơi mới có thể bắt đầu. Phương Triết đi vào. Bùm. Một tiếng trầm đục vang lên, cửa, đóng lại. Từ bên ngoài nhìn, bên trong một mảnh đen kịt, thị lực không cách nào chạm đến, nhưng thật sự đi vào lại phát hiện, này thiết quan tại bên trong là sáng. Trên trần nhà không có đèn, nhưng trên vách tường bốn phía lại treo một chiếc đèn lồng. Đèn lồng này tính trang trí lớn hơn tính thực dụng, dùng để chiếu sáng khẳng định là không bằng đèn, nhưng quỷ dị chính là, bốn chiếc đèn lồng này lại đem chung quanh chiếu rọi đường đường. Chính giữa gian phòng đặt một cái bàn dài đen kịt, nhiều chỗ rạn nứt, thoạt nhìn loan lỗ không chịu nổi, tràn ngập hơi thở của năm tháng. Trước bàn ngồi ba người, hai nữ một nam. Nữ nhân không đẹp, nam nhân cũng không đẹp trai, bất luận nam nữ đều là bình thường không có gì lạ, phổ phổ toàn thông. Phương triết thân cao 178, cho tới nay còn độc thân ngược lại là người có nhan sắc cao nhất trong đó người đông đủ rồi thanh niên đầu đinh kia rất quen thuộc trực tiếp vẫy tay lão đệ tới ngồi chỗ này phương triết liền đi đến bên cạnh thanh niên đầu đinh ngồi xuống cũng không phải nghe lời nhiều là chỉ có thể ngồi ở chỗ đó trước bàn dài có bốn cái ghế ba cái đã có người ngồi chỉ còn lại có một cái lão đệ ngươi là người mới sao thanh niên đầu đinh lại hỏi. Lần đầu tiên vào game. Kháo, lại là manh tân. Tại sao không tới một người chơi cũ dẫn một chút đây? Lần này thì tốt rồi, bốn người chúng ta tất cả đều là người mới. Lão đệ, ta gọi vương lỗi, ngươi tên gì? Dương Minh. Phương Triết thuận miệng đặt một cái tên. Dương Minh, tên hay, lão đệ vừa nhìn đã biết là người thông minh, không giống ta, là người thô lỗ tìm lão đệ du hí phía sau thư uyển gánh vác nhiều một chút. Ngồi ở ngoài cùng bên trái một cái để lại tóc dài nữ hài hơi có chút không nói gì nói, ta tiến vào thời điểm, ngươi nói như vậy, tôn tỷ tỷ tiến vào thời điểm, ngươi cũng nói như vậy, hiện tại ngươi lại nói một lần. Lão mùi, cái này cũng không thể trách ta a, à. không phải ta không muốn nói ba hoa chích chòe muôn màu muôn vẻ, thật sự là trong bụng không có mực nước, chỉ có thể đem giống nhau nói qua nói lại. Bị vạch trần trước mặt, Vương Lỗi cũng không xấu hổ, hắc hắc cười, "Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta nói đều là lời thật lòng, các ngươi a, à, vừa nhìn đều là người thông minh, nhất định có thể thông quan trò chơi. Nhớ kỹ nhất định phải dẫn ta a, à, ta sau khi đi ra ngoài cho các ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp." Các cô gái tóc dài mặt kệ Vương Lỗi, duỗi đầu nói với đối phương, "Dương Soái ca, em tên Trình Vũ, chị gái bên tay phải em tên Tôn Manh Manh." Phương Triết đang muốn mở miệng một khuôn mặt thanh đồng lại bay tới, nhưng thấy khuôn mắt lõm sâu, ánh mắt lồi ra ngoài, mũi nhô lên, răng nanh xuyên tạc, thoạt nhìn rất có vài phần hung sát. Thanh âm mặt đồng thau khàn khàn, cực kỳ khó nghe, người chơi đã đến đông đủ, ta liền bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi, mọi người nhớ đem lỗ tai dựng thẳng lên nha, Phương Triết ngẩng đầu, hai mắt nhìn chầm chầm mặt đồng thau rất có phong cách ân thương này. Trò chơi năm mới tổng cộng có ba cửa để xua đuổi quái vật năm mới nên đón thần tài và trở về nhà làm việc, và bây giờ trong phòng này đang tiến hành cửa thứ nhất. Mặt đồng thau nói miệng há ra, mặt kia thiếu chút nữa chia làm hai, một con động vật thoạt nhìn có chút giống sư tử bị nhổ ra. Ngay từ đầu năm nay thú còn rất nhỏ, to bằng bàn tay một đống. Nhưng khi nó từ không trung rơi xuống đất, đã biến thành một con cự thú dữ tận dài ba thước. Chương 2 Xua đuổi niên thú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon, Window, Aspigon, Push, gào thét. Niên thú hướng về phía mấy người phương triết triết gào lên, trong cái miệng to như chậu máu, răng nanh rậm rạp đang xen, làm cho người ta sợ hãi. Mẹ ơi! Trình Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, ông lấy tôn manh manh bên cạnh. Nói dẫn cái gì, để cho chúng ta xua đuổi loại giả thú này. Vương lỗi nhíu mày thật cao. Phương triết thần sắc như thường, năm đó thú tuy rằng thoạt nhìn hung mảnh vô cùng, nhưng cũng liền xuất hiện thời điểm trống lên như vậy một tiếng, sau đó liền pho tượng giống nhau đứng ở kia không nhúc nhích, cũng không có nhào tới. Bình tĩnh, niên thú hiện tại sẽ không công kích, ít nhất trước khi nói xong quy tắc trò chơi sẽ không. Tôn manh manh tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút sợ hãi, nhưng tư duy lại tương đối rõ ràng. Hiện tại sẽ không công kích, cũng chính là quy tắc trò chơi nói xong sẽ biết. Trình vũ ngược lại càng khẩn trương có khả năng này. Tôn manh manh gật đầu. Sẽ không để cho chúng ta cùng loại mảnh thú này đánh nhau đi, vương lỗi quay đầu nhìn loạn chung quanh, liền cái vũ khí đều không có. Mọi người không cần khẩn trương, chắc chắn sẽ không để các ngươi đánh nhau với thú năm mới, như vậy không gọi là trò chơi, mà gọi là tàn sát. Mặt đồng đáp xuống đỉnh đầu mấy người, các ngươi nhìn mặt bàn đi. Trên bàn vốn trống rỗng cái gì cũng không có, lúc này lại đột nhiên hiện ra bốn tấm mặt đồng thau, trước mặt mỗi người đều có một tấm. Động tác của bốn mặt đồng thau này rất nhất trí, đều là há to miệng, phun ra hai pháo, hai chữ phúc, hai đồng tiền cùng với mười mảnh đồng thau, sau đó chìm xuống mặt bàn biến mất không thấy gì nữa. Điểm pháo, dán chữ phúc, đồng tiền này tạm thời có thể coi là tiền mừng tuổi đi, những thứ này đều cùng lễ mừng năm mới tập tục tương quan, nhưng là những này thanh đồng phiến lại là chuyện gì xảy ra. Xem ra là số hiệu. Tôn Manh Manh cũng đang quan sát miếng đồng. Hiện tại, các ngươi mỗi người đều có hai cái pháo, hai cái chữ phúc, hai cái tiền mừng tuổi, cùng với mười khối lệnh bài. Thanh đồng mặt kiệt kiệt kiệt, nở nụ cười vài tiếng sau mới bắt đầu giải thích, trò chơi bắt đầu sau, các ngươi có thể sử dụng pháo, chữ phúc, tiền mừng tuổi trong ba loại vật phẩm này giống nhau hoặc là mấy cái đối với niên thú tiến hành xua đuổi. Nhưng là nhớ kỹ, bất đồng vật phẩm tổ hợp sẽ khiến niên thú làm ra bất đồng hành vi phản ứng cái gì gọi là bất động vật phẩm tổ hợp sẽ khiến niên thú làm ra bất đồng hành vi phản ứng quy tắc này của ngươi nói không rõ ràng cái này ai nghe hiểu được a à? lấy một ví dụ một khẩu pháo với một chữ phúc loại tổ hợp này đối ứng với niên thú ngủ loại hành vi này như vậy khi các ngươi sử dụng một cái pháo cùng một cái chữ phúc đến xua đuổi niên thú thời điểm các ngươi trước mặt niên thú sẽ ngủ thanh đồng mặt bay đến trình vũ trước mặt so với chuông đồng còn lớn hơn ánh mắt nhìn nàng đương nhiên một pháo pháo một chữ phúc đối ứng ngủ ta chỉ là lấy một ví dụ, trong trò chơi chưa chắc là như vậy. Pháo, tiền mừng tuổi cùng ngủ có quan hệ sao, vì cái gì một cái pháo cộng một cái chữ phúc, niên thú liền sẽ ngủ. Trình Vũ vẫn là cảm thấy không thể lý giải. Là ta không nói rõ ràng, hay là chính ngươi ngu xuẩn không thể hiểu được, mặt Thanh Đồng lúc trước còn kiên nhẫn giải thích đột nhiên biến sắc, hai đạo ánh mắt lạnh lạnh đánh vào trên người Trình Vũ, sợ tới mức người sau lập tức không dám lên tiếng nữa vậy những lệnh bài này dùng để làm gì? Tôn manh manh cầm lấy một khối lệnh bài. Là dùng để phòng thân cho các ngươi. Thanh đồng nói xong quay mặt đi, mặt hướng vách tường phía sau niên thú. Rắc 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 liên tiếp tiếng vang truyền đến, lại thấy trên vách tường phía sau niên thú, đột nhiên nhô ra từng khối gỗ màu đồng cổ. Phương Triết Phóng tầm mắt nhìn lại, tấm ván gỗ dài, tổng cộng có 10 khối, trên mỗi tấm ván gỗ đều có chữ, khối ngoài cùng bên trái kia viết một trảo trái khối thứ hai bên trái viết hai trảo phải trảo khối thứ ba viết ba cắn xé trên mỗi một tấm ván gỗ đều có chữ trên tấm ván gỗ nhanh thứ mười bỗng nhiên viết mười rời đi mọi người nhìn thấy nơi này tổng cộng có đánh số một mười mười loại hành vi có chút hành vi tỉ như ngủ quan sát là không có nguy hiểm nhưng cũng có chút hành vi tỉ như những cái kia dùng móng vuốt cào cắn xé các loại hành vi là gặp nguy hiểm Thanh đồng mặc lại giải thích lên, ở đuổi niên thú trong quá trình, nếu niên thú có hành vi nguy hiểm, chỉ cần đem trước mặt các ngươi đánh số tương ứng lệnh bài ném đến niên thú trên người, loại hành vi này sẽ bị hủy bỏ. Quy tắc giải thích đến đây, cách chơi trò chơi đã rất rõ ràng, chính là sử dụng pháo trước mặt, chữ phúc, tiền mừng tuổi ba loại vật phẩm này tiến hành tổ hợp, khiến niên thú làm ra hành vi đánh số 10 rời đi, như vậy liền coi như thành công xua đuổi niên thú. Về phần rốt cuộc là loại tổ hợp nào đối ứng với hành vi rời đi của niên thú, chỉ sợ người chơi phải tự mình thăm dò. Sau khi trò chơi bắt đầu, các ngươi dựa theo thứ tự từ trái sang phải, mỗi người tiến hành một lần xua đuổi, khi bốn người các ngươi toàn bộ xua đuổi một lần sau, niên thú còn ở trước mặt các ngươi, như vậy trò chơi thất bại, mặt thanh đồng tiếp tục vang lên. Lời này vừa nói ra, vương lỗi nhất thời trừng to hai mắt, ý của ngươi là, chúng ta chỉ có bốn lần cơ hội. Khắc khắc khắc, không sai, chỉ có bốn lần cơ hội. Thanh đồng mặt nhếch miệng nở nụ cười, cần ta nói rõ một chút hậu quả của trò chơi thất bại là cái gì sao? Ta cảm thấy không nên nói nữa, tìm thư uyển để tránh tạo thành áp lực tâm lý quá lớn đối với các ngươi. Kỳ thật mặt đồng thau có nói hay không, cũng không có gì khác nhau, mọi người đã sớm biết, nếu như không thể thông quan, trên cơ bản cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết đó là lý do tại sao trò chơi này được gọi là trò chơi tử thần nhìn thấy đồng hồ cát trên bàn không mặt đồng thau vừa nói xong trên bàn lại xuất hiện bốn mặt đồng thau ở trước mặt mỗi người phun ra một cái đồng hồ cát nhỏ các ngươi phải tiến hành xua đuổi trước khi đồng hồ cát kết thúc vượt thời gian coi như thất bại mặt đồng thau lại nói các ngươi lựa chọn vật phẩm gì liền cầm trong tay sau khi chọn xong hô một tiếng xua đuổi niên thú sẽ làm ra hành vi tương ứng được rồi quy tắc trò chơi đã giải thích xong các ngươi đại khái có một phút đồng hồ chỉnh lý tư duy một phút sau trò chơi chính thức bắt đầu vương lỗi trực tiếp chửi ầm lên chúng ta làm sao có thể biết cái gì tổ hợp đối ứng với cái gì hành vi ba loại vật phẩm mỗi loại vật phẩm còn đều có hai cái đây chính là có rất nhiều loại sắp xếp tổ hợp nhưng là chúng ta cái gì manh mối đều không có phải như thế nào mới có thể tổ hợp ra rời đi cái này hành vi mà chúng ta chỉ có bốn lần cơ hội điều này nghe căn bản không có khả năng xua đuổi thành công a à. trình vũ sốt ruột muốn khóc cô chính là người ở ngoài cùng bên trái đợi lát nữa chính là người đầu tiên tiến hành trò chơi cậu nên chú ý đồng hồ cát trước mắt một chút đi phương triết nhắc nhở khoảnh khắc đồng hồ cát bắt đầu chảy đại biểu trò chơi đã bắt đầu trước khi đồng hồ cát kết thúc cho dù cậu không có đầu mối gì cho dù cậu đánh ra một loại tổ hợp lung tung cũng phải bắt đầu tiến hành xua đuổi. Chương 3 Niên thú quát tháo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, push anh đẹp trai, anh thoạt nhìn rất thông minh, anh nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc nên xua đuổi như thế nào. Trình vũ duỗi dài cổ, trong mong nhìn Phương Triết, hy vọng Phương Triết có thể nghĩ ra chủ ý. Bây giờ tôi cũng không biết. Đáng tiếc, Phương Triết cũng hết cách làm sao bây giờ a à? rốt cuộc nên làm sao bây giờ a à? trình vũ hai tay ở đó xé rách tóc của mình tại sao tôi phải là người đầu tiên đến tại sao tôi phải ngồi ở vị trí này a à? lão mùi ngươi không đến mức sợ thành cái dạng này chứ đồng dạng đối với trò chơi không có đầu mối vương lỗi có chút nhìn không nổi cho dù xua đuổi không thành công nhưng trong tay ngươi không phải còn có lệnh bài tự bảo vệ mình sao ngươi sợ cái bóng a à? dùng lệnh bài ném nó a à? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đồng hồ cát bắt đầu chảy rồi. Tôn manh manh nhìn chầm chầm đồng hồ cát trình vũ, vừa nhìn đã bắt đầu chảy cát liền vội vàng nhắc nhở. Chết tiệt, dùng cái gì đồng hồ cát, dùng khối đồng hồ bấm giờ tính giờ không được sao? Ta nào biết cái này một cái đồng hồ cát rốt cuộc là bao nhiêu thời gian a? À? Phương Triết không nói gì, nhìn chầm chầm đồng hồ cát đồng thời trong lòng yên lặng đến. Trình Vũ nhìn phần trên của đồng hồ cát giảm bớt từng chút một, càng lo lắng, khi đồng hồ cát gần một nửa, cô cắn răng một cái, tay trái cầm lên một pháo, tay phải cầm lên một chữ phúc, liền hô to một tiếng xua đuổi. Phương Triết không biết nói cái gì cho phải, tổ hợp trình vũ lựa chọn, rõ ràng chính là tổ hợp dùng để lấy ví dụ trước mặt đồng thao. Không ngờ cô gái này đầu óc trống rỗng, một chút suy nghĩ cũng không có, trực tiếp sao chép bài tập của MC. Gào thét. Sau khi tổ hợp này đánh ra Niên thú ở phía trước vẫn bất động im lặng làm một mỹ giả thú gầm thét một tiếng liền nhào tới Trình Vũ còn đang ở trên không trung miệng to như chậu máu liền hướng Trình Vũ cắn tới. A à, trong miệng Trình Vũ lập tức phát ra một tiếng thét chói tai rung trời hồn cũng bị dọa rớt. Lệnh bài số 3 Phương Triết ở một bên hét lớn. A à, Trình Vũ tựa hồ căn bản không nghe thấy Phương Triết nói tiếng thét chói tai trong miệng càng lớn hơn. Thời khắc máu chốt. Tôn manh manh bên cạnh bắt lấy lệnh bài số 3 trước mặt Trịnh Vũ, giơ tay ném lên người niên thú. Bốp. Lệnh bài chuẩn xác không sai nện vào trên đầu uy vũ của niên thú, thân hình to lớn của niên thú ở trên không trung chuyển ngoặt một cái, rơi vào chỗ hắn, sau đó lại đi trở về vị trí ban đầu, lần nữa không nhúc nhích. Tôi, tôi không bị cắn chết sao? Trịnh vũ mở mắt, nhìn lên nhìn xuống bản thân. Vừa rồi ta thay ngươi đánh mất số ba lệnh bài, Niên thú lại trở về Tôn manh manh dừng một chút Vẫn là nhìn không được nói ra Ngươi vừa mới kêu cái gì Vì cái gì không đánh mất lệnh bài Tôi, tôi sợ mà Trình vũ có chút ngượng ngùng nói Ta hiểu ngươi sợ hãi Nhưng ngươi thét chói tai có thể giải quyết vấn đề Muốn mạng sống ném lệnh bài A à, Ngươi về sau cũng chưa chắc sẽ đụng phải nguyện ý giúp ngươi ném lệnh bài ngươi Lúc này đồng hồ các trước mặt tôn manh manh cũng bắt đầu rò rỉ cô liền không để ý tới trình vũ nữa, bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ mình nên xua đuổi như thế nào. Niên thú, nghe nói là một loại ác thú hung mảnh, mỗi khi đến đêm giao thừa sẽ xuất hiện, cho nên rất nhiều tập tục giao thừa, kỳ thật chính là vì xua đuổi niên thú. So sánh với đầu óc trình vũ trống rỗng, tôn manh manh ngược lại có chút suy nghĩ. Ta biết, phóng pháo mà. Vương lỗi nói tiếp, nghe nói phóng pháo chính là vì dọa chạy niên thú, vừa vặn trong tay chúng ta cũng có pháo, cho nên muốn dùng pháo đến xua đuổi rồi tôn manh manh trước cầm một cái pháo trong tay sau đó lại cầm một quả tiền mừng tuổi tiền mừng tuổi kỳ thật chính là tiền mừng tuổi có ý trấn áp tà ma cổ nhân cho rằng trẻ con dễ dàng bị tà ma xâm hại cho nên mới dùng tiền mừng tuổi trấn áp niên thú hẳn là cũng coi như tà ma đi không đúng tiền mừng tuổi trấn áp tà ma hẳn không phải thú năm mới vương lỗi lắc đầu đuổi thú năm mới là chuyện giao thừa mà tiền mừng tuổi là mùng một tết cho khi đó thú năm mới đều bị đuổi đi đúng vậy cho nên tiền mừng tuổi hẳn là không liên quan đến thú năm mới ánh mắt tôn manh manh lại rơi vào chữ phúc nghe nói thú năm mới sợ tiếng nổ màu đỏ cùng ánh lửa cho nên chữ phúc màu đỏ hẳn là cũng dùng để xua đuổi thú năm mới lúc này trình vũ cũng chen vào vì sao tôi nhớ tiền mừng tuổi cũng là đêm giao thừa cho cái gì giao thừa cho tiền mừng tuổi tôn manh manh có chút kinh ngạc nhìn trình vũ cậu xác định cậu nhớ không lầm sao có thể sai quê tôi chính là như vậy trình vũ nói bất đồng địa phương tập tục có khác biệt cũng là bình thường tôn manh manh suy nghĩ một chút trước cầm một trương chữ phúc lại đem một quả đồng tiền cầm trong tay sau đó hô đuổi đi niên thú lại có hành động chỉ thấy một bước dài đi tới trước mặt tôn manh manh thân thể vừa chuyển một cái mông cực lớn liền hướng về phía Tôn Manh manh oán hận tới. Trong số 10 hành vi từ 1 đến 10, chỉ có một hành vi là mông đối mặt với người, đó là hành vi số 6, kéo đuôi. Tôn Manh manh lập tức cầm lệnh bài số 6 lên, trực tiếp nện vào mông niên thú. Thân thể niên thú lập tức dừng lại, cái đầu cực đại quay đầu lại, liếc Tôn mông mông một cái, tìm thư uyển nhìn vẻ mặt kia tựa hồ rất hưởng thụ. Sau đó cái đuôi vung hai cái, quay về chỗ cũ. Tôn Manh Manh nhíu mày, rõ ràng ba loại vật phẩm đều dùng để xua đuổi niên thú. Vì sao xua đuổi thất bại? Vương Lỗi nghĩ nghĩ nói, giao thừa cho tiền mừng tuổi là Trình Lão muội quê nhà tập tục, nhưng là ở Thương Ninh, là mùng một Tết cho trò chơi tại Thương Ninh tiến hành, cho nên muốn ấn theo Thương Ninh tập tục đến. Vậy trò chơi này cũng quá chú ý đi. Trình Vũ cảm thấy không có khả năng. Dương Minh, cậu cảm thấy thế nào? Tôn manh manh hỏi Phương Triết. Niên thú sợ màu đỏ, sợ ánh lửa, có thể dùng pháo và chữ phúc để xua đuổi, đây đều là tập tục chúng ta lưu truyền đến nay. Nhưng mà, trò chơi thật sự sẽ dựa theo tập tục của chúng ta mà đến sao? Ta kháo. Vương lỗi lúc ấy chính là vỗ bàn, lão đệ, nếu như dựa theo cách nói của ngươi, trò chơi này không có cách nào tiến hành. Đúng vậy, nếu như ngay cả những thiết lập này đều phải thay đổi, chúng ta thật sự là hai mắt một vệt đen, cái gì cũng không biết, trò chơi này có thể qua cửa sao? Người chủ trì, trò chơi này thiết lập là căn cứ chúng ta đã biết tập tục tới sao? Vương lỗi trực tiếp hỏi bay trên không trung mặt đồng thau. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời loại vấn đề này. Mặt đồng thau lại ném tới một ánh mắt khinh bỉ. Ở trước mặt chúng ta ba loại vật phẩm bên trong, tiền mừng tuổi cùng chữ phúc có lẽ chỉ có tượng trưng ý nghĩa, thế nhưng pháo chống là thật sự có lực sát thương đồ vật, là có thể xem như vũ khí sử dụng. Vương lỗi cân nhắc trong chốc lát, cầm hai cái pháo chống, xua đuổi. Chương 4 Học sinh tiểu học đều hiểu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhất định phải thành công. Nhất định phải đuổi thành công. Mấy người trình vũ nhìn chầm chầm niên thú cách đó không xa, trong lòng không ngừng hò hét. Thời điểm lễ mừng năm mới, rất nhiều người sẽ chúc phúc vạn sự như ý, nhưng chuyện chân chính có thể như ý, lại có mấy chuyện. Tự như trước mắt, tất cả mọi người hy vọng niên thú xua đuổi thành công, nhưng niên thú vẫn là một tiếng rít gào, hướng về vương lỗi nhào tới, giơ cao móng vuốt lên. Vương lỗi đã sớm chuẩn bị, thấy tình huống này, đưa tay liền cầm lên lệnh bài số 1. Số 2 Phương Triết thấy thế, hét lớn một tiếng. Số 2 vương lỗi chính là sửng sốt niên thú cự trảo ngay tại trước mắt phương triết căn bản không kịp giải thích thừa dịp vương lỗi ngay người một tay cầm lên lệnh bài số hai trước mặt ném đến trên người niên thú niên thú rơi xuống đất lắc đầu hai cái trở lại chỗ cũ rõ ràng là tả trảo như thế nào ngược lại là lệnh bài số hai vương lỗi vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi cậu đối mặt với niên thú tay trái cậu đối diện là vuốt phải của niên thú tông manh manh nhắc nhở vương lỗi lập tức phục hồi tinh thần lại vừa rồi hắn mắt thấy chính mình tay trái phương hướng nâng lên một cái móng vuốt theo bản năng liền cho rằng đó là tại chấp hành số một móng vuốt trái trảo hành vi dương soái ca ngươi phản ứng thật nhanh a à, trình vũ có chút bội phục nói nếu không là ngươi vương đại ca chỉ sợ cũng bị một móng vuốt cào chết lão đệ ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta vương lỗi ở đó vỗ ngực cam đoan về sau phàm là có bất kỳ phân phó, lên núi đao xuống chảo dầu, cao mày một chút không tính hảo hán. Vậy cũng phải có sau này mới được a à, Trinh trình vũ vẽ mặt thành mướt đắng, chúng ta thật sự có thể vượt qua kiểm tra sao? Đúng vậy, chúng ta đã xua đuổi niên thú ba lần, nhưng vẫn không có một chút đầu mối. Vương lỗi cũng có chút yếu siêu. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, có thể xua đuổi thành công không? Tôn manh manh cũng đã không ông hy vọng ba người ở đó than thở phương triết cũng đã bắt đầu động tác chỉ thấy tay trái hắn cầm hai tấm chữ phúc tay phải cầm hai đồng tiền tôn manh manh thấy thế vội hỏi dương minh cậu cũng không giống như chọn bừa chẳng lẽ cậu đã biết nên tổ hợp như thế nào rồi đúng vậy phương triết mỉm cười phun ra hai chữ đuổi đi bên này vừa đuổi đi niên thú lập tức phản ứng trong ánh mắt chăm chú của mọi người cự thú thân dài 3 mét này xoay người, trực tiếp đi về phía vách tường, trực tiếp xuyên qua vách tường, biến mất không thấy. Vậy mà thật sự xua đuổi thành công. Tôn manh manh mở to hai mắt, làm sao làm được? Vương lỗi cao hứng cười ha ha, ngươi vừa tới thời điểm ta đã nói ngươi là người thông minh, ta quả nhiên không nhìn lầm đi, ha ha ha. Ai nha nha, cư nhiên thật sự thành công xua đuổi. Mặt đồng bay đến trước mặt mọi người, nghỉ ngơi một lát, sau đó tiến hành cửa tiếp theo dương soái ca vì sao hai chữ phúc hai đồng tiền mừng tuổi có thể xua đuổi nói cho chúng tôi biết đi trình vũ vương cổ nhìn phương triết tôn manh manh và vương lỗi cũng ra vẻ chăm chú lắng nghe các ngươi có nghĩ tới hay không tại sao phải cho niên thú hành vi tiến hành đánh số phương triết chỉ chỉ trên vách tường những tấm ván gỗ kia là vì tương ứng với lệnh bài phòng ngự của chúng ta trình vũ đương nhiên nói hành vi số mấy thì tương ứng với lệnh bài số mấy niên thú hành vi vốn là không phức tạp hai ba chữ liền viết xong trong tay chúng ta lệnh bài cũng hoàn toàn viết xuống phương triết cầm lấy trước mắt một khối lệnh bài trên vách tường trực tiếp viết hành vi lệnh bài thượng cũng trực tiếp viết hành vi không phải giống nhau sao như vậy sẽ hỗn loạn không bằng đánh số có trật tự rõ ràng tôn manh manh đưa ra một lý do khác lão đệ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu trực tiếp vạch trần bí mật đi. Vương lỗi chờ không kịp, thúc giục nói. Kỳ thật, đây là một đạo rất đơn giản toán học đề. Phương Triết liền bắt đầu vạch trần bí mật, lần đầu tiên xua đuổi, trình vũ sử dụng chính là một cái pháo pháo, một cái phúc tự, lấy được kết quả là số 3 cắn xé, chúng ta có thể đạt được một cái đẳng thức. Pháo trường, phúc tự 3. Mà tôn manh manh pháo trường, phúc tự, mừng tuổi tiền mỗi người dùng một cái niên thú làm ra chính là số 6 hành vi, chúng ta lại có thể đạt được một cái đẳng thức. Pháo trượng, phúc tự với phúc tiền mừng tuổi 6. Vương lỗi sử dụng chính là hai cái pháo trượng, niên thú là số 2 hành vi, chúng ta liền đạt được một cái đẳng thức. Pháo trượng, pháo trượng 2. Ba cái đẳng thức cùng một chỗ, niên thú làm ra chính là có thể giải ra pháo pháo 1, phúc tự 2, tiền mừng tuổi 3. Niên thú rời đi là hành vi số 10 cho nên chúng ta chỉ cần cộng lại bằng 10 là được. Hai cái phúc tử, hai cái tiền mừng tuổi, chính là 22, 23, vừa vặn là 10. Tôn Manh Manh lúc ấy liền kinh ngạc, Dương Minh, cái này ngươi đều có thể nghĩ đến. Kiến thức toán học rất đơn giản, học sinh tiểu học đều hiểu. Phương Triết tỏ vẻ lạnh nhạt. Kiến thức tiểu học là không sai, nhưng ai có thể nghĩ về phương diện này chứ? Trình Vũ không khỏi giơ ngón tay cái lên, Dương Soái ca, anh lợi hại. Các vị, buôn bán đã kết thúc chưa? Mặt đồng không đúng lúc bay tới, cho dù chưa kết thúc, cũng phải tiến hành cửa tiếp theo. Trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Phương Triết dẫn đầu đứng dậy đi qua, kéo cánh cửa kia ra, sau khi đi qua, tiến vào một gian phòng khác. Căn phòng này so với cửa thứ nhất còn lớn hơn, tìm thư uyển đặt đầy bàn. Phương Triết quét mắt, tổng cộng có 5-6 tổng cộng 30 tấm sao giống như phòng học vậy? Trình Vũ đi xuyên qua những cái bàn kia. Chỉ có cái bàn, cái ghế đâu rồi? Vương lỗi ngạc nhiên hỏi. Quả thật, căn phòng này có 30 cái bàn, nhưng phần lớn đều không có ghế, chỉ có bốn cái bàn ở hàng cuối cùng bên phải, và có bốn cái ghế. Hơn nữa trên cái ghế này còn có đánh số, từ trái sang phải theo thứ tự là 3,4, 2,1. Những con số này dùng để làm gì? Phương Triết bất động thanh sắc tự hỏi. Trình Vũ nhanh như chớp chạy tới, đặt mông ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải, lần trước tôi chơi trò chơi đầu tiên, lần này tôi không cần nữa. Chẳng lẽ, những con số này là chơi trò chơi trình tự? Phương Triết liền đi đến bên trái đến cái ghế thứ hai, cũng chính là đánh số bốn cái ghế kia ngồi xuống. Vốn Vương Lỗi và Tôn Manh Manh đều ở phía trước xem bàn học, nghe thấy lời Trình Vũ, gần như đồng thời chạy về phía sau, đến cướp chỗ ngồi số một và số bốn đã bị trình vũ và phương triết ngồi hiện tại chỉ còn lại số ba và số hai lần trước trò chơi tiến hành từ trái sang phải cho nên lúc này đây vương lỗi cùng tôn manh manh theo dõi đều là vị trí số hai bất quá vương lỗi nhanh một bước trước ngồi ở số hai trên ghế tôn manh manh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí số ba vương lỗi cười hì hì hướng tôn manh manh nói tiếng xin lỗi sau đó lại nói bất quá ngươi yên tâm, ở phía sau trong trò chơi, nếu như ngươi có khó khăn, có thể hỗ trợ, ta tuyệt không từ chối. Tôn manh manh không nói tiếp, ánh mắt lại rơi xuống người phương triết. Anh ấy rõ ràng có thể ngồi bên phải, tại sao lại ngồi ở đây, trong đầu cô đều là nghi vấn này. Chương 5 Nên tài thần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigone Window, Aspigone, Push, ở phòng này bên ngoài, có thần tài, táo thần, môn thần tử thần ôn thần năm tôn thần các ngươi cần mang theo tế phẩm dùng phương thức thích hợp tiến hành tế tự đem thần tại mời vào thanh âm mặt đồng thau lại vang lên ngại quá tế phẩm ở đâu có lẽ là nơi này quá giống trường học lớp học vương lỗi hỏi trước đó còn giơ tay lên tế phẩm ở trên bàn trong lúc mặt đồng thau nói chuyện có ba cái bàn xuất hiện đồ vật một quả chuối xuất hiện trên bàn thứ năm ở hàng thứ nhất một quả táo xuất hiện trên bàn thứ tư ở hàng thứ ba trên bàn thứ năm hàng thứ ba lại xuất hiện một chai rượu ngoài ra tất cả các bàn đều trống rỗng không có vật hiến tế nào xuất hiện nữa một quả chuối một quả táo một chai rượu vương lỗi nhịn không được nói tế phẩm này không khỏi cũng quá khó coi đi vì cái gì là ba cái bàn này so với tế phẩm bản thân phương triết ngược lại là càng thêm để ý tế phẩm xuất hiện vị trí sau khi trò chơi bắt đầu các ngươi cần cầm tế phẩm trên bàn đi tới trước tế đàn trên tế đàn sẽ xuất hiện vài loại phương thức tế tự các ngươi tùy ý chọn một loại phương thức tế tự bắt đầu tế tự nhớ kỹ các ngươi mỗi một lần tế tự nhất định sẽ mời vào một vị thần nhưng rốt cuộc là vị thần nào trong năm vị thần kia thì khó mà nói vạn nhất không cẩn thận mời được tử thần chẳng phải là muốn chết người sao trình vũ nhất thời cảm thấy cửa trò chơi này rất kinh hãi thứ tự của trò chơi dựa theo đánh số trên ghế của các ngươi tiến hành, bắt đầu từ số 1, sau đó theo thứ tự số 2, 3, 4. Sau 4 lần, nếu không thể mời thần tài vào, trò chơi thất bại. Tôn manh manh cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Triết không chọn vị trí gần bên phải, nhất định là bởi vì hắn phát hiện ra số hiệu trên ghế trước. Trình Vũ nghe vậy vội vàng đứng lên kiểm tra cái ghế của mình, vừa nhìn, sắc mặt liền trắng bệch, số 1. Tôi là số 2. Vương lỗi cũng cười khổ, hắn nói với tôn manh manh, lão mùi, lúc trước tôi còn tưởng rằng mình chiếm tiện nghi đoạt một vị trí tương đối tốt, không ngờ lại thành thằng hề. Chị tôn, chị là số mấy? Trình vũ hỏi tôn manh manh. Không cần hỏi, cô ấy nhất định là số ba. Vương lỗi nói. Làm sao anh biết? Trình vũ ngạc nhiên nói. Bởi vì dương lão đệ nhất định là số bốn, cho nên tôn lão mùi cũng chỉ có thể là số ba. Trình Vũ suy nghĩ một chút, đích xác, từ lúc cô đến cướp chỗ ngồi, Phương Triết cũng đã đứng ở bên cạnh ghế, nhưng kết quả cuối cùng lại là cô thành công cướp được ngoài cùng bên phải. Khi đó nàng còn tưởng rằng Phương Triết người thông minh này thật không ngờ cướp chỗ ngồi chuyện này, còn có chút đắc chí, lại không nghĩ tới chính mình thành lớn nhất thằng hề. "Lão đệ, vương lỗi của ta từ nhỏ đến lớn chưa từng phục ai, bất quá ta hiện tại phục ngươi." Vương Lỗi giơ ngón tay cái lên, trò chơi còn chưa bắt đầu ngươi đã tiến hành dự đoán trước năng lực quan sát cùng suy luận của ngươi quả thực tuyệt ngươi thật sự là người thông minh nhất ta từng gặp tôi cũng chỉ có suy đoán này cũng không dám khẳng định phương triết thản nhiên nói dương minh có thể đổi chỗ với tôi một chút không trình vũ vương cổ đáng thương nhìn phương triết cậu thông minh như vậy nhất định không thể phương triết không đợi trình vũ nói xong đã cắt đứt lời cô Trình Vũ còn chưa từ bỏ ý định, cầu xin nói, anh đổi với tôi một chút được không, đầu óc anh tốt, trò chơi này không làm khó được anh. Nhưng tôi không được, nếu tôi là người đầu tiên, nhất định sẽ thất bại. Không đổi. Phương Triết không thèm liếc Trình Vũ một cái. Không cho phép đổi chỗ ngồi nha, Trình Vũ muốn đứng lên đi đến bên cạnh Phương Triết, nhưng mặt đồng thau lại giống như một chậu nước lạnh, tại chỗ dập tắt ảo tưởng của cô. Vẫn là quy củ cũ mỗi người chỉ có thời gian một chén đồng hồ cát, các bên trong đồng hồ cát trò hết trước khi còn không có bắt đầu tiến hành tế tự, trực tiếp đào thải trước mặt mấy người, lại bắt đầu hiện ra đồng hồ cát nhỏ giống cửa trước. Dương Soái Ca, tôi nên tế lễ như thế nào? Trình Vũ khóc nức nở hỏi Phương Triết. Tôi cũng không biết. Phương Triết nói thật, trò chơi vừa mới bắt đầu, hắn quả thật còn chưa có đầu mối gì. Dương Soái Ca, ngươi không thể mặc kệ sống chết của ta a? À? chúng ta là đồng đội ngươi không thể thấy chết mà không cứu phương triết cũng mặc kệ trình vũ vừa thấy phương triết căn bản không để ý tới mình lúc ấy sẽ sụp đổ ngồi xổm ở đó nước mắt lưng tròng khóc lên giống như hồn nhiên đã quên mình còn đang tiến hành một trò chơi có thể tử vong bất cứ lúc nào phía dưới này không thể giả bộ không nghe thấy vạn nhất đám đàn bà này sau khi đồng hồ các chấm dứt còn khóc trực tiếp bị đào thải vậy thì quá lãng phí thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, tốt xấu gì cũng phải đi tế tự một phen A, à, để cho người ta nhìn xem tế tự này rốt cuộc là cái quỷ gì. Lão mùi, ngươi quản lý một chút cảm xúc, ngươi cái dạng này cùng chịu chết có cái gì phân biệt. Trình vũ, ta không phải mặc kệ ngươi, chỉ là hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, không có đầy đủ tin tức. Ta quả thật cũng không thể cho ngươi ra chủ ý, tìm thư quyển www sinh com phương triết cũng mở miệng bất quá ngươi nếu cứ như vậy mặc kệ đồng hồ cát kết thúc trực tiếp bị đào thải ngươi không cảm thấy quá oan uổng sao đúng vậy trình mùi mùi tôn manh manh cách xa nhất cũng mở miệng em đi tế lễ không nhất định bị đào thải nhưng nếu không đi như vậy nhất định sẽ bị đào thải nửa điểm cơ hội cũng không có được rồi tôi đi trình vũ nhìn thoáng qua đồng hồ cát đã rỉ gần nửa liền đứng dậy chạy chậm cầm lấy ba loại tế phẩm chuối tiêu táo rượu. Ở phía trước tất cả bàn học, có một chỗ đất trống bị nâng lên đại khái khoảng 10cm, tuy rằng khó coi, bất quá ngoại trừ nơi này, những nơi khác càng thêm không giống tế đàn. Trình Vũ chạy lên đài cao, phía trên bày một quyển sổ tay màu đen. Trình Vũ đặt tế phẩm xuống, cầm lấy laptop, chỉ thấy trên bìa viết hai chữ tế điển. Cái tên này vừa nhìn liền có liên quan đến tế tự, Trình Vũ mở nó ra, nội dung trang đầu tiên khiến nàng chấn động biện pháp tế tự ghi lại trên đó thật sự hoang đường cầm tất cả tế phẩm trong tay nhảy một đoạn cực lạc tịnh độ trình vũ đều hoài nghi chính mình nhìn lầm vũ điều này nàng ngược lại biết nhảy nhưng cho dù nàng đối với tế tự hoàn toàn không biết gì cả cũng biết nhảy loại trạch vũ tế tự này có bao nhiêu hoang đường trước xem phương pháp phía sau trình vũ lại sốc trang thứ hai lên văn tự phía trên so với trang thứ nhất nhiều hơn mấy hàng ăn một loại trái cây trong 20 giây, uống một loại đồ uống trong 20 giây, sau đó thực hiện 20 lần chống đẩy, 20 lần ngồi xổm, 20 lần nâng cao chân và 20 lần dập đầu khác. Cái gì a à đây là? Trình Vũ lần nữa trợn tròn mắt, hít đất, ngồi xổm là cái quỷ gì a? À? Phương pháp hiến tế thứ hai này, mặc dù không có cái thứ nhất thái quá, nhưng cũng tương đối hoang đường. Chương 6. Kinh khủng thần linh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, mời tùy ý lấy một tế phẩm, lớn tiếng đọc to đào hoa nguyên ký. Đây là phương pháp tế tự thứ ba. Hình như là sợ người khác sẽ không đọc thuộc lòng đào hoa nguyên ký, mặt trên còn tri kỷ đưa ra nguyên văn đào hoa nguyên ký. Đào hoa nguyên ký, văn chương này là rất tốt, nhưng là cùng thần tại có quan hệ gì? Trình vũ căn bản không hiểu được chính mình nhìn thấy nội dung đầu đều lớn. Cực lạc tịnh độ, hít đất, đọc to. Hơi suy nghĩ một chút, Trình Vũ định lựa chọn đọc to Đào Hoa Nguyên Ký. Tuy rằng không biết văn chương này cùng thần tại có quan hệ gì, thế nhưng cái này nhìn so với hai phương pháp còn lại đáng tin cậy hơn một chút. Hơn nữa, cô cũng không có nhiều thời gian để xoắn suýt, đồng hồ cát vẫn là thời điểm thích hợp. Trong tấn thái nguyên, người vũ lăng bắt cá làm nghề. Duyên khê hành, vong lộ chi xa cận chợt gặp trường đào, giáp bờ mấy trăm bước, trung vô tạp thụ. Trình Vũ vội vàng ngồi sổng xuống cầm một quả chuối tiêu, lớn tiếng đọc to. Đọc phải gọi là gặp gền, nếu như ở trên lớp, nhất định sẽ bị giáo viên phê bình. Tôn Manh Manh ngồi ở phía dưới cũng nghe sửng sốt, cô ấy đang đọc bài văn. Là đào hoa nguyên ký, không sai. Phương Triết cũng hơi kinh ngạc, phương pháp tế tự mà trò chơi này đưa ra, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Vương lỗi lắc đầu, ta dù sao cũng không nhìn ra đào hoa nguyên ký có quan hệ gì với thần tài. Tôi hiện tại cũng không nghĩ ra có quan hệ gì, nhưng nếu trình vũ lựa chọn phương pháp tế tự như vậy, có lẽ là bởi vì phương pháp khác càng không đáng tin cậy đi. Tôn manh manh hai mắt không chấp nhìn chầm chầm trên đài. Nam Dương Lưu Tử Ký, Cao Thượng Sĩ, nghe vậy, vui vẻ quy vãn. Không có kết quả, tìm bệnh chung, sau đó không hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau, Trình Vũ hoàn thành đọc to. Sau đó, một thân ảnh thân cao ba thước, toàn thân tắm rửa kim quang từ vách tường xuyên vào. Đó là hình tượng một gã nam tử, mày rậm mắt to, râu dài bồng bệnh, trên trán còn viết một chữ môn. Phương Triết nhìn thấy nên đón không phải thần tài, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Trình Vũ hiển nhiên là không có bất kỳ chủ ý gì, chỉ là mơ hồ một loại phương pháp tế tự, có thể mơ hồ xác suất vốn là không cao. Chỉ là, tại sao là môn thần, trong đầu Phương Triết cân nhắc đào hoa nguyên ký cùng môn thần quan hệ. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra cái gì, trên đài biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy môn thần khôi ngô kia, trực tiếp nâng đại đao tay phải lên, một đao đi qua, liền đem đầu trình vũ chém xuống. Môn thần hừ lạnh một tiếng, liếc mấy người Phương Triết một cái, quay người lại, lại từ vách tường xuyên ra ngoài. Trình vũ, cứ như vậy mà chết. Tôn manh manh trừng mắt đến lão đại, dường như căn bản là không muốn tin tưởng một màn mình nhìn thấy. Tuy rằng trình vũ thoạt nhìn không có đầu óc gì, gặp chuyện chỉ biết khóc, nhưng một người sống sờ sờ như vậy bị chém đầu ở trước mắt, đối với tôn manh manh trùng kích vẫn là rất lớn. Tùy tiện liền giết người, đây cũng là thần. Vương lỗi cũng mặt xám như cho mở miệng. Sau trình vũ, người hiến tế thứ hai chính là hắn. Tuy rằng biểu hiện của hắn tốt hơn trình vũ một chút, nhưng cũng rất có hạn hắn cũng không có đủ thực lực thông quan trò chơi lão đệ lão muội các ngươi ai có ý tưởng mau nói một chút vương lỗi này cao lớn thô kệch hán tử thanh âm đều có chút run rẩy ta chỉ là cảm thấy phương pháp tế tự cùng thần mời vào hình như không có quan hệ gì phương triết trầm giọng nói quả thật không có vấn đề gì lão đệ nhìn rất chuẩn nhất châm kiến huyết sau đó thì sao tôi còn cảm thấy vị trí tế phẩm nên chú ý phương triết nói đúng vậy em cũng cảm thấy kỳ quái tôn manh manh đi cùng phương triết tế phẩm chỉ có mấy loại một cái bàn có thể để xuống tại sao phải chia ra làm ba cái bàn các ngươi vừa nói như thế xác thực kỳ quái trong này ước chừng có ba mươi cái bàn cái bàn này số lượng xác thực quá nhiều chút vương lỗi cũng anh hùng sở kiến lược đồng nói chúng ta mấy cái người chơi chỉ ngồi bốn tấm còn dư lại hai mươi sáu tấm chỉnh nhiều như vậy bạn dùng để làm gì? Mau nhìn, trên bàn lại có tế phẩm xuất hiện. Tôn manh manh nhắc nhở. Phương Triết liền đứng lên phóng tầm mắt nhìn lại, lần này chỉ có hai cái bàn xuất hiện tế phẩm. Trên bàn thứ hai hàng thứ ba có một bàn tính, trên bàn thứ tư hàng thứ tư lại có một quả đao. Vị trí tế phẩm xuất hiện tuyệt đối có văn chương. Phương Triết dùng giọng điệu rất khẳng định nói. Lão đệ nói quá tốt, sau đó thì sao? vương lỗi một bộ khiêm tốn thỉnh giáo học sinh tiểu học bộ dáng sau đó không có phương triết lắc đầu tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra cái gì khác ai u lão đệ ngươi đừng tạm thời nha vương lỗi sốt ruột giống như con kiến trên nội nóng ta cái này đồng hồ cát đã bắt đầu rò rỉ ta không có thời gian tôi cũng muốn giúp anh nhưng tôi thật sự còn chưa nhớ ra phương triết nói lão muội ngươi thì sao Vương Lỗi lại đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh nhận được gợi ý từ cửa trước, tìm thư quyển VĐ VĐ chấm Giao Sinh com cũng đưa ra một loại tưởng tượng. Sở Dĩ biết năm sáu ba mươi cái bàn là hệ tọa độ, mà vị trí tế phẩm xuất hiện chính là tọa độ, căn cứ tọa độ có thể cho ra số liệu. Lão muội ngươi quả nhiên cũng đáng tin. Vương Lỗi vội vàng hỏi số liệu gì? Em cũng không biết, còn chưa nghĩ ra. Tôn manh manh lắc đầu xem ra là ông trời muốn ta chết a à. vương lỗi nhìn nhìn trước mặt mình đồng hồ cát biết mình không thể lại lề mệ, liền đứng lên đi hàng thứ tư cầm quả đào trong tay trước lại đi hàng thứ hai cầm bàn tính đi vương lỗi lên tế đàn trình vũ lúc trước ở chỗ này bị chém đầu nhưng hiện tại trên tế đàn lại sạch sẽ đừng nói thi thể ngay cả máu cũng không có một chút tế phẩm trình vũ chọn lúc trước cũng biến mất không thấy như thể người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Trình lão mùi, ca ca ta lập tức muốn tới bồi ngươi. Vương lỗi đem bàn tính cùng quả đào đặt trên mặt đất, cầm lấy quyển tế điển. Trên đó cũng viết ba phương pháp hiến tế. Trang đầu tiên viết. Nhổ tóc một số, đặt tên của các vị thần muốn nghênh đón trên bàn thờ, đặt vật hiến tế lên chữ viết trên tóc. a à, cái này tính là tế tự gì? Vương lỗi nhìn thẳng sửng sốt lật sang trang thứ hai, dòng chữ trên đó cũng không kém phần thái quá. Hét lên muốn gọi tên các vị thần, sau đó kể một câu chuyện ma không dưới một trăm từ. Cái này người nào bệnh thần kinh viết lung tung đi. Cho thần kể chuyện ma. Không có mấy năm huyết tắc có thể biên ra này kịch bản. Tuy rằng hắn chưa từng tiến hành sáng tác phương diện liên quan, thế nhưng điện ảnh kinh dị cũng xem không ít, chiếu theo hồ lô họa biểu tách ra một trăm chữ chuyện ma vẫn có thể làm được nhưng vấn đề là, phương pháp này cũng quá thái quá đi. Chương 7 Như thế nào thỉnh thần? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, về phần phương pháp tế lễ thứ ba, ngược lại cũng giống như phương pháp thứ ba trình vũ đưa ra khi đọc quyển sách này. Đọc to một lan từ. Đọc thơ. Vương lỗi nhíu mày thành cái bánh quai chèo. Cái đồ chơi gì a? À? đây là, ba loại phương pháp tế tự đều thái quá như vậy. Hắn không khỏi nhớ tới tình hình lúc trước trình vũ đọc đào hoa nguyên ký. Lúc ấy hắn ở trên đài, nhìn trình vũ gặp gần đọc đào hoa nguyên ký, còn có chút không hiểu lắm, vì sao đối phương lại lựa chọn phương pháp tế tự hoang đường này. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu. Thật đúng là giống tôn manh manh nói, bởi vì phương pháp tế tự khác càng thái quá. Ta cũng muốn đọc to sao? vương lỗi nhìn trang sách bên trên một lan từ duyên dáng câu thơ nội tâm lâm vào rối rắm nếu như không có trình vũ ở phía trước hắn khẳng định cũng lựa chọn đọc to nhưng trình vũ tiến hành đọc to đảo mắt đã bị chém chết lần này hắn không dám đọc nhưng nếu không đọc to nên chọn phương pháp hiến tế nào bất luận là nhổ tóc hay là kể chuyện ma đều kéo một nhóm tôn manh manh nói đây là toán học là hệ tọa độ đây cũng là toán học rất thô thiển nghĩ nhất định có thể nghĩ ra quên đi ta cũng không phải cái kia liệu hơn nữa dương minh không phải cũng không nghĩ ra sao thứ nhất quả thật nghĩ không ra đầu mối thứ hai hắn cũng không dám tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ đồng hồ cát vẫn còn ở phía dưới rút tóc đi vương lỗi cuối cùng quyết định rút tóc nguyên nhân rất đơn giản nhổ tóc tốt xấu gì cũng dùng đến tế phẩm tốt xấu gì tế phẩm trò chơi cho có đất dụng võ. Vương lỗi bắt đầu ngồi xổm ở đó, nhổ từng cọng tóc lên. Vương lỗi đang làm gì? Nhổ tóc sao? Phương triết dưới đài đứng lên, vương cổ nhìn. Đây là phương pháp tế lễ gì vậy? Tôn manh manh cũng đứng lên, nhưng căn bản không dám tới gần. Vạn nhất đợi lát nữa lại tiến vào thời điểm thần chích chém giết vương lỗi tai bay và gió, vậy thật sự là khóc cũng không khóc tốt lắm thần tài rốt cục liều xong trên đài vương lỗi phí lão kình rốt cục dùng tóc liều ra hai chữ thần tài hắn cũng nghĩ tới không phải liều tài thần mà là cái loại tên có tên có họ kia thế nhưng có tên có họ tài thần giống như quá nhiều điểm hắn không biết liều cái nào tốt dứt khoát trực tiếp liều tài thần hai chữ thôi bất kể là triệu công minh quan công hay là bỉ can phạm lãi hoặc là ngũ thánh sài vinh chỉ cần là thần tài là được nhanh vào đi làm xong hết thảy, hắn xoay người chạy xuống dưới đài. Trò chơi chỉ cho hắn hiến tế, hiện tại hắn đã hiến tế xong. Trình Vũ bị giết tình hình còn rõ mồn một trước mắt, hắn một khắc cũng không muốn tại đây tế thượng đợi lâu. Hắn nghĩ không sai, nhưng vẫn chậm một bước. Một vị thần toàn thân khoác hắc bào, khiên liêm đau đi vào. Mặt hắn không có một tia máu thịt, chính là một khuôn mặt khô lâu, trên trán viết một chữ chết. Là tử thần tôn manh manh dưới đài kinh hô tử thần hốc mắt nhìn chạy trốn vương lỗi liếc mắt một cái hai chân bất động chỉ là tay phải cầm liềm vung lên trực tiếp đem vương lỗi lười thắt lưng chém thành hai đoạn sau đó lại xuyên qua tường vương lỗi cũng chết rồi tôn manh manh thất thanh kêu lên không phải do cô không kích động cô là số ba người tiếp theo nên cô lên sân khấu nhưng cô vẫn không biết nên thông quan như thế nào tử thần này có chút giống với hình tượng trong phim ảnh. Phương Triết bình luận rất bình tĩnh. Dương Minh, ngươi có phải đã biết làm sao thông quan rồi không? Tôn manh manh một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Phương Triết, trong đó tràn đầy khát vọng. Đúng vậy, tôi đã biết. Phương Triết trả lời khẳng định, kỳ thật lúc vương lỗi nhổ tóc trên tế đàn, tôi đã nghĩ ra. Tử thần vừa ra, càng thêm xác minh suy nghĩ của tôi. Dương Minh, mau nói cho ta biết làm sao vượt qua kiểm tra? Phương pháp tế lễ không quan trọng, tế phẩm cũng không quan trọng, quan trọng là lấy tế phẩm ở đâu. Phương triết cũng không giấu giếm, trực tiếp chỉ rõ phương hướng cho tôn manh manh, đợi sau khi tế phẩm xuất hiện, người không cần quan tâm có bao nhiêu tế phẩm, người cứ lấy tế phẩm trên ba cái bàn là được rồi. Ba tấm nào? Bàn thứ nhất, bàn thứ ba và bàn thứ tư ở hàng thứ hai. Hiện tại tế phẩm còn chưa xuất hiện, làm sao ngươi biết trên ba cái bàn này sẽ có tế phẩm? Cứ chờ xem. Tự hồ là đang xác minh lời nói của Phương Triết, năm giây sau, tế phẩm cập nhật. Trên ba cái bàn vừa bị Phương Triết điểm danh, quả nhiên có tế phẩm xuất hiện. Không chỉ có ba cái kia, trên 26 cái bàn toàn bộ đều xuất hiện tế phẩm. Chuyện gì xảy ra, vì sao lần này tế phẩm nhiều như vậy? Tôn manh manh có chút trợn tròn mắt. Ta nghĩ sẽ nhiều, không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Dương Minh, cửa này không phải là toán học chứ? Không phải, là ngữ văn. Có liên quan đến ngữ văn, con số 26 này, cậu có nghĩ ra cái gì không? Phương diện ngữ văn, 26. Ghép âm hán ngữ. Đúng vậy, chính là ghép âm tiếng hán. Nơi này tổng cộng 26 cái bàn, đối ứng với 26 cái phiên âm chữ cái, hàng thứ nhất năm cái là A, B, C, D, e, hàng thứ hai năm cái là s, G, h, i, j hàng thứ ba năm cái là k, l, m, n, o, hàng thứ tư năm cái là P, q, i, s, t, hàng thứ năm năm cái là u, v, v đúc, x, y, hàng cuối cùng có bốn cái bàn, chúng ta bốn người chơi chiếm cứ, chỉ có một cái chữ cái giác. Lần thứ nhất Trình Vũ cầm ba cái tế phẩm, vị trí theo thứ tự là e, m, n ba cái này có thể tổ hợp thành ghép âm men, cũng chính là môn, cho nên môn thần tiến vào. Lần thứ hai vương lỗi cầm hai cái tế phẩm, vị trí theo thứ tự là y, s, cũng chính là si, chết, cho nên tử thần tiến vào. Đánh vần trên bàn, đánh vần ra vị thần nào, vị thần đó sẽ được mời vào. Về phần phương pháp tế tự kỳ là cổ quái trên tế đàn, cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề, chỉ cần ghép âm đúng, tùy tiện chọn một loại phương pháp tế tự là được tìm thư uyển chấm giao su com cho nên phương pháp mời vào thần tài chính là lấy vật hiến tế của ba cái bàn c a I. E. đây cũng là nguyên nhân lần này sẽ cập nhật nhiều vật hiến tế như vậy ba cái bàn này không thể không đặt tế phẩm nếu không không có cách nào mời vào thần tài lại không thể chỉ đặt ở ba cái bàn này vậy chẳng khác nào trực tiếp đem đáp án nói cho người chơi cho nên chỉ có thể đặt tế phẩm trên bàn khác dùng để lẫn lộn tầm nhìn của người chơi. Cái này không đúng A Dương Minh. Tôn Manh Manh đột nhiên nhớ tới một chút không đúng, nếu như ghép đúng chữ cai này là được, như vậy trình vũ cùng vương lỗi, bọn họ đối mặt tình huống là trên bàn căn bản cũng không có cái này ghép âm. Trình vũ trên bàn chỉ có men, vương lỗi trên bàn chỉ là si, bọn họ không có khả năng ghép ra cái cái này ghép âm. Người nói cái này, ta ngay từ đầu cũng phi thường nghi hoặc đây cũng là cản trở ta đưa ra kết luận nguyên nhân chủ yếu thẳng đến vừa rồi này tất cả bạn đều xuất hiện tế phẩm ta mới dám xác định suy luận của ta phương triết cũng một mực suy nghĩ vấn đề này ta cảm thấy trình vũ cùng vương lỗi hai người bọn họ tại cửa ải này đảm đương trò chơi npc tác dụng dùng tánh mạng của bọn họ hướng chúng ta biểu diễn liệu cái nào thần cái nào thần sẽ tiến vào chuyện này nói là người chơi kỳ thật mời thần tại người chơi chân chính cũng chỉ có hai chúng ta hai người bọn họ thành npc hai người bọn họ tế tự ý nghĩa không phải thông quan mà là cho hai chúng ta biểu diễn cho hai chúng ta cung cấp manh mối đây không phải là npc sao vậy bọn họ cũng quá thảm đi đều là người chơi bọn họ lại thoáng cái thành npc cửa này tên là mời thần tài nhưng kỳ thật cũng chia làm hai cửa nhỏ cửa thứ nhất là chọn npc cửa thứ hai mới là mời thần tài Vương lỗi hai người bọn họ cũng không phải ngay từ đầu đã bị định là NPC, mà là chỗ ngồi không chọn đúng, cũng không thể trách người khác. Chương 8 Tăng ca không thể ngừng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigone Window, Aspigone, Push, đồng hồ cát, lại bắt đầu tính giờ. Trong trò chơi này, Howglass tính giờ hai lần, lấy đi hai mạng người. Thời gian thứ ba đã đến. Chẳng qua lúc này đây, Tôn Manh Manh có túi gấm mà Phương Triết cho, so với Trịnh Vũ và Vương Lỗi ung dung bình tĩnh hơn nhiều. Cai ba vị trí trên tế phẩm theo thứ tự là một quả nho, một quả vải, một con gà quay, Tôn Manh Manh cầm trong tay, đi tới tế đàn trên. Trên tế điển vẫn cho ba loại phương pháp tế tự. Loại thứ nhất Tay trái vỗ mông phải 18 cái, tay phải vỗ mông trái 18 cái. Tôn Manh Manh cũng không lật trang sau, Xem xong trang đầu tiên liền trực tiếp đặt sách xuống đất, bắt đầu vỗ mông mình. Bốp. Khi một cái tác cuối cùng đập xong, một tôn tắm rửa kim quang thần chích lại từ vách tường xuyên vào. Nhìn thấy trong lòng vị thần này ông một kim nguyên bảo thật lớn, lấp lánh phát ra kim quang, thiếu chút nữa làm mù mắt tôn manh manh. Quả nhiên mời vào thần tại, một khắc nhìn thấy đại kim nguyên bảo này, trái tim treo lơ lửng của tôn manh manh cuối cùng cũng thả lỏng. Nhân loại ngươi triệu hoán bản tôn, là chuyện gì? Trên trán viết, tại thần chích cười hiếp mắt hỏi tôn manh manh. Chuyện gì? Câu hỏi này trực tiếp làm tôn manh manh sửng sốt, lúc trước MC cũng không nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ mình có thể tự do phát huy? Trước mắt là một vị thần, nên nói cái gì cho phải đây? Nhìn bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của ngươi, ngươi sẽ không tính cầu ta cái gì chứ? Thần tại ông bụng ha ha nở nụ cười, ta chỉ là khách sáo một chút mà thôi ngươi thật cầu ta cũng sẽ không đáp ứng tôn manh manh nhất thời đen mặt thần tài này có đứng đắn không cho nên ngươi thật không nói sao cho dù thỉnh cầu của ngươi ta sẽ không đáp ứng nhưng cơ hội đối mặt với thần cầu nguyện như vậy không phải ai cũng có thần tài không lưng từ trên cao nhìn xuống tôn manh manh vậy cô nói cho tôi biết phương pháp qua cửa tiếp theo đi lúc này nguyện vọng lớn nhất của tôn manh manh không phải là phát tài mà là thông qua trò chơi yêu cầu của ngươi đâu ta đã nhận được mấy người chúng ta họp nghiên cứu nghiên cứu tại thần như trước cười hiếp mắt ông kim nguyên bảo liền lại từ vách tường xuyên ra ngoài chúc mừng chúc mừng cửa ải nên tài thần lại thông qua mặt thanh đồng tuy rằng ngoài miệng nói chúc mừng nhưng biểu tình trên mặt lại giống như ba mẹ đã chết thanh âm cũng trở nên bén nhọn chói tai hiện tại các ngươi chỉ còn lại cửa ải cuối cùng về quê làm việc nghỉ ngơi một chút đi cửa ải thứ ba sẽ bắt đầu dương minh có thể giúp tôi một việc không tôn manh manh lại từ tế đàn đi xuống đi tới bên cạnh phương triết vậy phải xem anh bảo tôi giúp gì phương triết cũng không trực tiếp đáp ứng nếu em chết ở cửa tiếp theo em muốn anh giúp em nhắn tin cho một người tôn manh manh dường như rất không có lòng tin vào cửa tiếp theo cho bạn trai không phải cho ba tôi lúc tôi còn rất nhỏ ông ấy đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi kết hôn với một phú bà mẹ tôi vì nuôi sống tôi cũng chỉ có thể một mình làm mấy công việc lúc tôi học trung học bà ấy đã chết trên đường giao đồ ăn bên ngoài bị xe đâm chết cho nên con vẫn oán hận cha con ừ tôn manh manh gật đầu em thề cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh ấy còn nói những lời rất khó nghe với anh ấy nhưng bây giờ em hối hận em không nên hà khắc với anh ấy như vậy đối với câu chuyện của tôn manh manh phương triết không bình luận gì không phát biểu ý kiến gì chỉ nhớ kỹ số điện thoại và địa chỉ của cha cô dương minh tại sao cậu lại muốn tham gia trò chơi tử thần tôn manh manh lại hỏi bởi vì ta sắp chết bị bệnh nan y lại không có tiền chữa bệnh ngươi thì sao vì tiền tiền chính xác mà nói là vì trả nợ cờ bạc phương triết cũng có chút kinh ngạc nhìn tôn manh manh một cái em gái này có thể nói là một người chơi có tố chất tổng hợp cao nhất tư duy coi như nhanh nhẹn cũng vẫn tương đối bình tĩnh không nghĩ tới lại là một dân cờ bạc thấy bộ dạng giật mình của phương triết tôn manh manh cười ha hả không riêng gì cậu ngay cả tớ cũng không nghĩ tới lúc tớ đi học hàng năm đều đứng thứ nhất học bổng lúc học đại học cho tới bây giờ đều không bỏ sót thầy cô bạn học họ hàng của tớ chỉ cần quen biết người của tớ, đều khẳng định sau này tớ có thể làm một phen sự nghiệp. Ai có thể nghĩ tới tớ cư nhiên trở thành một con quỷ đánh bạc thối nát? Cười cười, tôn manh manh liền ô ô khóc lên. Phương Triết không nói gì, hoàn toàn không có ý an ủi. Không nói nữa. Cuối cùng vẫn là tôn manh manh tự mình thu dọn lại cảm xúc, nếu em chết ở đây, kết thúc cuộc đời nát bét này, một lần nữa chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm lại, cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Anh trả nợ cờ bạc thì có liên quan gì đến trò chơi tử thần? Ta chính là đánh cuộc A, à, bọn họ mở bàn, đánh cuộc ta có thể thông quan hay không? Phương Triết cảm giác mình đã mở mắt, ngay cả loại cực này cũng có thể có. Hai vị, hôn ta đã xong chưa? Thanh đồng mặt bay tới, đã đến lúc tiến hành cửa ải cuối cùng của trò chơi. Ta ở chỗ này chân thành chúc nguyện hai vị trò chơi thất bại, chết thảm trong trò chơi cái này chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Tìm thư uyển Tôn manh manh ngẩng đầu nói với thanh đồng diện, ngươi có lẽ có thể giết chết ta, nhưng khẳng định không giết được Dương Minh, biểu hiện của hắn ở hai cửa trước ngươi cũng không phải không thấy. Lời ấy sai rồi, ta chỉ là một cái đáng thương nhỏ yếu bất lực người chủ trì, ta vì cái gì muốn giết các ngươi. Các ngươi chết, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là trò chơi thất bại, mặt thanh đồng hô to một tiếng. Hạt vừng mở cửa trên vách tường lập tức xuất hiện một cánh cửa. Phương Triết và Tôn Manh Manh đi qua cánh cửa kia, bên trong không còn cái bàn nữa, mà là hai cái ghế. Hơn nữa, phía trên còn có đánh số, bên trái ghế số 2, bên phải ghế số 1. Có kinh nghiệm ở cửa trước, Tôn Manh Manh có một loại xúc động muốn lập tức đi qua cướp ghế số 2. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Trò chơi có thể liên tục hai cửa chơi cùng một loại mánh khóe sao? có lẽ lần này, trò chơi bắt đầu từ ngày 2 cũng không thể nói rõ. Dương Minh, cậu chọn trước đi. Tôn Manh Manh giao quyền ưu tiên cho Phương Triết. Nghe quy tắc trò chơi trước rồi nói sau. Tôn Manh Manh không dành chỗ ngồi, Phương Triết cũng không vội chọn, anh hỏi mặt đồng, cửa này chơi thế nào? Bởi vì hai nhân viên cả gan làm loạn các anh từ chối tăng ca vào dịp Tết âm lịch, ông chủ của các anh rất tức giận, cho nên sau khi qua mùng năm, dự định cho hai người một chút giáo huấn. Tiếng cười nổi lên, biến cố phát sinh. Cái ghế cách Phương Triết gần nhất đột nhiên động đậy, giống như trâu được phẫn nộ trực tiếp đụng vào khúc cua chân Phương Triết. Phương Triết nào ngờ sẽ có loại biến cố này, tránh không kịp, thân thể lập tức nghiêng sang một bên. Trong dư quan, bóng đen chợt lóe lên, lại là cái ghế kia trực tiếp nhảy đến phía sau Phương Triết, Phương Triết cứ như vậy ngã vào trong ghế. Lúc này đây, hắn không chọn chỗ ngồi, là chỗ ngồi chọn hắn. Chương 9 Trò chơi thông quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Két 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 Sau đó, trên ghế bắn ra từng cái vòng kim loại, đem hai tay, hai chân cùng với cổ phương triết khóa lại. Dương Minh Em bị khóa trên ghế Giọng nói hoảng sợ của tôn manh manh truyền đến Tôi cũng giống như cậu, cũng bị khóa, đừng nóng vội Phương Triết tuy rằng cổ bị khóa, nhưng còn không khóa chặt như vậy, còn có thể chuyển động trên diện rộng nhỏ. Anh ta cố tình quay đầu về phía tôn manh manh, dư quan quả thật nhìn thấy tôn manh manh cũng bị trói gô trên ghế. MC, đây là chơi trò gì vậy? Tôn manh manh lớn tiếng hỏi mặt đồng thao. Đừng nóng đừng nóng, từ từ nghe tôi nói, có ý tứ lập tức sẽ tới, khặt khặt khặt. Mặt đồng giống như nghĩ tới hình ảnh thú vị gì đó, miệng đều cười lệch, Lúc trước nói đến ông chủ của các cậu bởi vì Tết âm lịch các cậu không tăng ca cho nên muốn trừng phạt các cậu, rất hiển nhiên, chính là ông chủ của các cậu nhốt các cậu ở trên ghế. Sau đó thì sao, ông chủ muốn làm gì? Phương Triết cũng lên tiếng hỏi. Muốn lái BMW? Mặt đồng bay đến phía trước Phương Triết và tôn manh manh khoảng 10 mét, há miệng phun ra, một chiếc BMW phong cách huyển khốc bị phun xuống đất sẽ không phải là muốn dùng chiếc xe này đụng chúng ta chứ. Phương Triết có một loại dự cảm không tốt. Chúc mừng cậu, trả lời đúng. Mặt đồng thâu lại bay đến trước người Phương Triết, từ trên cao nhìn xuống nói, hai người các cậu, vẫn tai nghe cho kỹ, sau khi trò chơi bắt đầu, hai người các cậu cộng lại, chỉ có thể nói một câu. Nếu những lời này là thật, như vậy BMW sẽ đụng vào ghế số 1, người trên ghế số 2 có thể sống sót. Nhưng nếu những lời này là giả dối, BMW sẽ đụng vào ghế số 2, người trên ghế số 1 còn sống. Tôn manh manh có chút không thể tiếp nhận cái này phải chết một cái cục diện, lớn tiếng đối thanh đồng mặt nói, có thể đổi một cái trò chơi sao? Ngươi nếu như chính mình không muốn chết, như vậy để cho đồng bạn của ngươi chết là tốt rồi, nếu như ngươi không đành lòng đồng bạn chết, như vậy chính ngươi đi chết là được, mặt thanh đồng hừ nói, nhìn ngươi lúc trước biểu hiện còn tưởng rằng ngươi có chút đầu óc, làm sao sẽ hỏi ra lời ngu xuẩn như vậy đến hai người các ngươi có thể thương lượng một chút đến lúc đó nói như thế nào thanh đồng diện lại há miệng phun ra một cái đồng hồ cát sau khi đồng hồ cát chảy hết là có thể mở miệng nhớ kỹ hai người các ngươi chỉ có thể nói một câu đến lúc đó nếu có câu thứ hai bị nói ra hai người các ngươi đều sẽ bị đâm chết tôn manh manh lại nhìn không được chất vấn hai người chỉ có thể nói một câu cũng chính là đến lúc đó có một người không thể mở miệng chỉ có thể đem vận mệnh của mình giao cho một người khác thanh đồng diện nghe nói như thế lúc ấy cười đến ngửa tới ngửa lui công bằng trong cuộc sống ngươi đều không chiếm được công bằng lại muốn ở trong trò chơi đạt được có thời gian nói nhảm với ta vẫn là cùng đồng bạn của ngươi hảo hảo trao đổi đi dương minh tôn manh manh khẽ cắn môi hỏi phương triết cửa này cậu có ý kiến gì không tôn manh manh càng nghĩ càng cảm thấy cửa ải này đáng sợ so sánh với hai cửa trước cần lực quan sát nhạy bén năng lực suy luận kiệt xuất cửa này có vẻ rất đơn giản chỉ cần biết nói thật nói dối là được nhưng quy tắc của trò chơi là chỉ có thể một người mở miệng như vậy cái miệng này rốt cuộc ai tới mở một câu nói chỉ có thể sống một người mở miệng người kia thật sự sẽ lựa chọn hy sinh chính mình đi bảo toàn đồng bạn sao cho nên khẳng định là tất cả mọi người muốn làm người nói chuyện này ai cũng sẽ không câm miệng như vậy tạo thành kết quả chính là, đồng hồ cát vừa mới chảy hết, hai người sẽ tranh nhau mở miệng. Cái này vi phạm chỉ có thể nói một câu quy tắc này, hai người đều ga vơ. À, không cần nghĩ, cửa ải này nhìn như nhất định phải chết một người, nhưng là ta biết nói như thế nào mới có thể để cho hai người sống sót. Phương Triết rất là vân đạm phong khinh nói. Tôn manh manh phản ứng đầu tiên chính là điều này căn bản không có khả năng, quy tắc nói rất rõ ràng, nói thật đụng vào ghế số một, cũng chính là em, nói dối đụng vào ghế số 2, cũng chính là anh. Bất luận lựa chọn nói thật hay nói dối, nhất định sẽ có một người bị đụng, làm sao có thể xuất hiện khả năng hai người đều sống sót. Phương Triết khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, như vậy ta nếu như nói BMW đúc sẽ không đụng vào số một ghế dựa, ngươi cảm thấy lão bản nên như thế nào ứng đối? Tôn manh manh chợt nghe, cảm thấy lời này bình thường không có gì lạ, nhưng là khi nàng cẩn thận nhất phẩm thời điểm, lại phát hiện lời ấy thật sự huyền diệu vô cùng. Quy tắc của cửa ải này là, nói thật, BMW đụng vào ghế số 1, nói dối, BMW đụng vào ghế số 2. Vậy kết quả của câu BMW sẽ không đâm vào ghế số 1 là gì? Nếu đây là một câu nói thật, như vậy chính là nói BMW sẽ không đụng vào ghế số 1, nhưng căn cứ vào quy tắc, nói thật BMW sẽ đụng vào ghế số 1. Vừa đụng vừa không đụng cái này sinh ra mâu thuẫn bản thân. Nếu đây là một câu nói dối, nói cách khác BMW sẽ đụng vào ghế số 1, nhưng quy tắc là gì? Tìm thư uyển www. V -v 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 -v. Giao su xuyên. Công quy tắc là nói dối phải đụng vào ghế số 2. Vừa đụng số 1, lại đụng số 2, lại một cái tự mâu thuẫn. Giờ khắc này, tôn manh manh đối với phương triết quả thực bội phục sát đất, nếu không là thân thể bị khóa ở trên ghế không nhúc nhích được, cao thấp thật sự sát đất. Ngay cả mặt đồng thau trên không trung cũng trừng to đôi mắt vốn đã to của hắn, lại có thể, lại còn có loại lời kinh thiên động địa này tồn tại sao? Đồng hồ cát vẫn còn đồng hồ, ngươi cảm thấy cửa ải này còn cần phải đi hình thức này sao? Không nghĩ tới cửa ải này chưa bắt đầu đã kết thúc. Trong lúc nói chuyện, trên mặt đất xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ bằng đồng thau, khuôn mặt kia há to miệng, nuốt chửng chiếc BMW kia, thật đáng tiếc, lại có hai người chơi sống đến cuối cùng két két két. Vài tiếng vang nhỏ truyền đến, toàn bộ khóa trên ghế cũng mở ra, Phương Triết và Tôn Manh Manh đều khôi phục tự do. Thông quan. Cuối cùng cũng thông quan. Tôn Manh Manh vui vẻ nhảy dựng lên. Sau khi rời khỏi nơi này, cô sẽ không còn thiếu nợ cờ bạc một xu nào nữa, cô sẽ từ biệt cuộc sống vụn vặt trong quá khứ, nghênh đón tương lai mới tin của mình. Đây là trò chơi tử vong sao? Khó trách tỷ lệ tử vong cao như vậy. Phương Triết coi như là hiểu rõ hơn về trò chơi Tử Vong. Trước kia đều là ở trên mạng xem những người chơi khác, xem chuyên gia đang nói Tử Vong trò chơi như thế nào như thế nào, hiện tại, hắn rốt cục chính mình thông quan một phen trò chơi. Thời khắc kích động lòng người sắp đến rồi. Thanh đồng mặt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, các ngươi có lẽ cho rằng thông quan, trò chơi liền kết thúc, nhưng là hoàn toàn ngược lại, cuộc đời trò chơi của các ngươi vừa mới bắt đầu. Chương 10 Sáu loại năng lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Windows, Aspigon, Push, kiếp sống trò chơi vừa mới bắt đầu Tôn manh manh vốn rất hưng phấn vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương Đây là lần đầu tiên hai người đến đây để chơi trò chơi, phải không? Mặt đồng hỏi Đúng vậy Tôn manh manh nói Phương Triết không nói gì Mặc kệ các ngươi vì nguyên nhân gì tới chơi trò chơi, chỉ cần chơi trò này, nhất định phải chơi liền 10 lần, mới có thể thoát ly. Lời này của anh có ý gì? Tôn manh manh cau mày hỏi. Ý tứ này không dễ hiểu sao? Ngươi hiện tại chơi một lần, phải chơi thêm 9 lần mới có thể rời đi. Nếu tôi không chơi thì sao? Một chữ, chết. Tôn manh manh gương mặt nhất thời trở nên trắng bệt, nếu sớm biết nhất định phải chơi 10 lần trò chơi, nàng đánh chết cũng sẽ không tiến vào. Cách chết như thế nào? Phương Triết mở miệng hỏi. Sau khi bạn chơi một lần, bạn phải chơi trò chơi tiếp theo trong vòng một năm, nếu không, tất cả các loại tai nạn sẽ rơi xuống đầu bạn, chẳng hạn như tai nạn xe hơi, hỏa hoạn, chết đuối, vân vân. Bạn không thể nói lời tạm biệt hoàn toàn với trò chơi cho đến khi bạn vượt qua trò chơi 10 lần. Đây là tử thần phiên bản hiện thực tới rồi. Ngươi thật bình tĩnh. Em khóc cũng vô dụng. Có thể chơi trò chơi này, các ngươi kiếm lớn có biết hay không tôn manh manh trách mắng hàng năm đều phải chơi một lần sẽ chết người trò chơi ta như thế nào không nhìn ra nơi nào kiếm lời người đẹp em có xem phim không nhìn kìa làm sao vậy trong phim có người sẽ có một số năng lực mà người thường không có ví dụ như có thể dung nhan không già ví dụ như có thể đọc tâm các loại lúc cậu xem phim sẽ không ảo tưởng mình có thể có được những năng lực đó sao ý cậu là chơi trò này có thể đạt được những năng lực này. Đúng vậy, chơi trò chơi 10 lần là có thể thoát khỏi trò chơi, đó chỉ là yêu cầu tối thiểu, nếu người biểu hiện tốt trong trò chơi, sẽ có cơ hội đạt được những năng lực này. Như thế nào mới gọi là biểu hiện tốt? Hắn như vậy gọi là biểu hiện tốt. Thanh đồng quay đầu nhìn Phương Triết, trò chơi qua cửa, cậu đã có một bản trò chơi cá nhân, mở ra xem. Làm sao mở ra? Phương Triết hỏi trong lòng mặt niệm, mở bản điều khiển là được. Phương Triết liền mặc niệm, mở bản điều khiển, một tấm màn sáng liền hiện ra trước mặt hắn. Tên trò chơi Tên chờ, số lần thông quan một Game đánh giá Năm mới S, cùng mặt khác trò chơi bản những cái kia hoa lý hồ tiêu một đống số liệu tình huống so sánh, cái này tử vong trò chơi bản đơn sơ đáng thương. Ngươi hiện tại đánh giá là S, nếu như ngươi có thể liên tục 10 lần đều đạt được S cấp đánh giá, như vậy ngươi liền có thể đạt được một loại cơ hồ người người đều hướng tới năng lực trường sinh sao phương triết nghe vậy giật mình không thôi hắn trước liền nghe qua loại này đồn đãi nói tử vong trong trò chơi có thể cầu trường sinh bất quá khi đó hắn căn bản không tin tưởng là nghe nhầm đồn bậy đều tử vong trò chơi cùng trường sinh hai chữ rõ ràng là tương phản mới đúng nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là thật Tôn manh manh cũng bị hai chữ này làm cho khiếp sợ, nhưng cô coi như tỉnh táo, cho dù đây là sự thật, chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi, đánh giá cấp S cũng không dễ lấy như vậy. Cũng không phải cấp S đơn giản như vậy, mà là muốn liên tục 10 lần đều là cấp S, trong đó phạm là có một lần không phải cấp S, vậy thì phải một lần nữa tiến hành tích lũy. Thanh đồng mặt lần nữa nhấn mạnh, liên tục. Cái này quả thật không dễ dàng. Phương Triết tự nhiên biết độ khó trong đó liên tục 10 thanh S có thể trường sinh, như vậy liên tục 10 thanh C đâu? Tôn Manh Manh hỏi, nàng vừa mới cũng mở ra chính mình bản điều khiển, trò chơi đánh giá là C. Liên tục 10 lần C, có thể đạt được năng lực độc tâm. Vậy B thì sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến một chút liên tục 10 lần B. Thanh đồng mặt như cười như không nhìn Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh nói, trải qua trò chơi tử thần lần này, nạn đối với cân lượng của mình là nhất thanh nhị sở, nếu không phải vận khí tốt bị một đồng đội thông minh dẫn qua, nàng hơn phân nửa cũng sẽ chết ở chỗ này. Trò chơi tổng cộng có mấy loại đánh giá? Phương Triết đối với những tin tức này rất cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy mình S cấp hẳn là không thấp. Tổng cộng có 6 loại, từ cao đến thấp theo thứ tự là S, 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 A, B, C, D. Lúc Thanh Đồng nói những lời này, mặt đối mặt với Phương Triết vậy là từ trong trò chơi lấy được năng lực tổng cộng chỉ có 6 loại. Đúng vậy, trong trò chơi chỉ có 6 loại năng lực. Thanh đồng mặt trả lời khẳng định, cho dù có ngàn vạn người có thể liên tục 10 lần thông quan, cũng chỉ có 6 loại năng lực. Đều là 6 loại nào? Phương Triết còn rất tò mò. Chú tể của trò chơi, cuộc sống lâu dài, cơ thể thép, kiếm sĩ, độc tâm trí, sức khỏe. Tôn Manh Manh hỏi bê trực tiếp xem thường, Phương Triết vừa hỏi, ngay cả SS cũng biết gì không nói, mặc đồng thâu dụng hành động thực tế thuyết minh cái gì gọi là song tiêu. Sức khỏe cũng là một loại năng lực. Tôn manh manh nghe xong cảm thấy buồn cười. Tìm thư uyển www.giaosusun.com anh đã từng đến bệnh viện chưa? Mặt đồng hỏi ngược lại. Đi rồi. Tôn manh manh khẳng định đã đi rồi. Thích không? Người đây không phải nói nhảm sao, ai sẽ thích đi bệnh viện? vậy thì bạn cần năng lực khỏe mạnh này nếu có năng lực này cả đời này bạn sẽ không phải đi bệnh viện nữa bởi vì bạn sẽ không mắc bệnh gì nữa cho dù bạn không mặc quần áo vào mùa đông âm mấy chục độ c bạn cũng sẽ không bị cảm lạnh cho dù bạn mỗi ngày uống rượu như nước mỗi ngày không ngủ có thể không ngừng dày vào bản thân cũng giống như người bình thường chờ đến khi bạn già đi bạn bè của bạn có ung thư có người già si ngốc có người không thể tự lo liệu cuộc sống nhưng bạn thì sao, giống như khi còn trẻ, vui vẻ. Bạn còn cảm thấy sức khỏe không phải là một loại năng lực sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy khỏe mạnh loại năng lực này rất tốt. Sức khỏe đối ứng chính là liên tục 10 thanh dê đánh giá thông quan, này thấp nhất đẳng cấp đánh giá có thể đạt được loại năng lực này, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nếu tôi không đánh giá đúng 10 lần, ví dụ 5 lần A, 4 lần B, 1 lần C thì sao? tính theo đánh giá thấp nhất chỉ có thể đạt được năng lực đánh giá c năng lực độc tâm rất dễ hiểu nhưng kiếm khách kia chẳng lẽ chính là loại kiếm khách trong phim võ hiệp đúng vậy kiếm khách chính là năng lực sử dụng kiếm nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mười người địch không khoa trương như phim võ hiệp những loại năng lực khác ngươi cũng nói đi cũng không có gì để nói sắt thép thân thể chính là thân thể có thể biến thành sắt thép trường sinh ân chính là trường sinh vô tận sinh mệnh đúng rồi trường sinh có một điểm cần đặc biệt nói rõ chính là năng lực này đối với a b c về bốn loại đánh giá năng lực có được tuyệt đối miễn trừ